Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em quay trở lại với cái cây đại hoàng cánh thủy tiên, địa lan đại hoàng cánh thủy tiên, địa lan đại hoàng. Cây này là một cái cây rất là nhiều người biết đến, được rất là nhiều người đặt tên, nhiều người gọi sử dụng cái tên đại hoàng. Thì em cũng nói là cái cây đại hoàng này, cánh thủy tiên ấy, thì nó là dạng cánh nào thì nó có sự phân biệt, có hoa và thân lá khác nhau hoàn toàn. Có rất là nhiều người và gọi cái cây đại hoàng là một cái cây khác. Nhưng thực ra cái đại hoàng ấy, thì đại hoàng mà nhiều người biết đến và nhiều người hỏi nhất thì chính là cái cây đại hoàng cánh thủy tiên này. Thì cái cây đại hoàng cánh thủy tiên này ấy, thì nó là một cái cây, nó như kiểu là đại hoàng đại thanh ấy, thì nó như kiểu là một cái cây truyền thống thôi ấy. Khi các bác chơi là rất là nhiều người bác là muốn sưu tầm cái đại hoàng này, thì cũng có nhiều người là cũng lấy cái tên của cái cây đại hoàng cánh thủy tiên này để đặt tên riêng của mình. Thì đấy là một cái mà hoặc là lấy sử dụng cái tên đại hoàng ấy để đặt tên một cái cây, có nghĩa là cứ bông to hoa vàng thì gọi đại hoàng. Thì mọi người nên cân nhắc và chú ý, bởi vì cái đại hoàng này nó có cái nét đặc trưng riêng, có nghĩa là thân thủ to, lá to, thân lá to và bông hoa cánh to, bông to rất là đẹp. Cần bé, chứ nó không phải dạng cần thô. Đấy, nhưng mà nó có nghĩa là cần cân đối thôi, chứ không phải dạng cần tăm. Đấy, cái này là một cây rất là xuất sắc trong các loại địa lan đột biến hoa xanh vàng của Việt Nam. Thì cái cây đại hoàng cánh thủy tiên này thì nó có nhiều hơn là cái cây đại hoàng cánh sen. Nhưng mà cái độ ổn định và cái size bông và cái cánh của nó thì đẹp hơn. Nhìn chung nó có nhiều yếu tố để hơn cái cây đại hoàng kia, nhưng nó có nhiều yếu tố để nó thua cái đại hoàng kia. Cái đại hoàng cái sen này thì cánh nó bầu tròn đẹp hơn, nhưng mà nó không phải là năm nào nó cũng nở đạt như là cái năm ngoái mà em quay video đâu. Năm nay thì nó lại không nở. Cái cây của nhà em năm nay 4 thân mà lại không nở. Còn cái cây đại hoàng cái viên này thì vẫn nở và nó vẫn đẹp. Nó gọi là đẳng cấp mãi mãi. Còn cái đại hoàng cái sen kia có những năm nó nở rất là kém. Nó ít năm mà để mà nở được đạt như vậy. Nên là cái tỷ lệ nó ổn định, nó không cao bằng cái cây này. Còn cái đại hoàng cánh thủy tiên này là một cây tỷ lệ ổn định rất cao, thân lá to, bông hoa cánh to, sai bông to, rất là đẹp. Thế nên người ta gọi là đại hoàng. Hoa nó màu vàng. Nhưng hiện tại ở trên video này của em thì có thể là các bác đang nhìn thấy là hoa nó màu xanh vàng. Thì em cũng xin nói một chút về cái cây địa lan ấy. Nó sự biến đổi rất là nhiều. Có năm xanh năm vàng là chuyện bình thường. Nhưng mà để vào những cái cây mà chúng ta gọi là cây xanh ấy, thì nó chỉ là xanh vàng thôi, chứ còn để mà xanh lét ấy, thì không có. Xanh ngọc thì không có, thanh ngọc hay là cái thanh ngọc linh hay là gọi là cái thanh ngọc lù rừng ấy, thì nó cũng chỉ là xanh vàng thôi, chứ để mà nói là nó xanh lét thì nó xanh hẳn, nó gọi là xanh thì không có. Địa lan này đa phần là xanh vàng, nhưng có những cây ổn định màu vàng nhiều hơn, ví dụ như cái đại hoàng này chẳng hạn thế. Nhưng bây giờ hiện tại nó xanh thì em cũng có nói trên cái hình như là em nói ở trên cái cây Xuân Phương ấy, hình như là thế. Có nghĩa là đại loại là có những cây hoa vàng ấy, nhưng mà khi mà anh chị để trong nhà lâu mà mát ấy, hoặc để chỗ nào ít ánh sáng ấy, thì tự nhiên là những cái bông nở sau của nó sẽ màu xanh. Những bông đầu tiên nó nở màu vàng, nhưng về sau của nó nở tự nhiên nó sẽ thành màu xanh. Bởi vì sao? Nó nhiều ánh sáng thì vàng, mà ít ánh sáng thì nó sẽ hoa màu xanh. Đấy là về nở của các bông hoa địa lan. Thì em cũng xin phép vào mô tả luôn sơ qua về cái cây địa lan này, không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị. Cái cây địa lan đây thì mọi người nhìn thấy đấy ạ. Ngay từ cái củ đây thì mọi người nhìn thấy là nó củ rất là tròn đúng không ạ? Củ của nó thì như kiểu là vuông vậy. Đấy. Nhưng về cơ bản thì nó vẫn là hình chữ nhật thôi. Còn tròn đây thì do là nó nắng và đẻ nó trong cái điều kiện nó đẻ sau. Đấy. Thì là nó củ nó tròn thôi. Còn thực tế của nó thì củ nó manh hơn. Củ nó cũng thon thon như là các loại khác thôi. Nó dạng bầu dục thôi. Nhưng đây thì anh chị nhìn củ rất tròn như của bánh ngọc đúng không ạ? Cây này thì nó củ của nó thân củ to, củ của nó to khoảng 3 cm, 2,5 đến 4 cm. Đấy, nói sơ cua nó phải như vậy, bởi vì có những củ là em đã từng gặp với những củ mà nó to 5 cm cơ. Người ta nuôi rất là đạt. Thì thân lá nó to cân đối vậy thôi, chứ nó không phải là cứ củ to lá nhỏ ngắn đâu. Địa này nó không như là kiếm. Kiếm anh chị nuôi nhiều nắng thì là củ to, lá ngắn, bản to. Những địa này thì nhiều khi là củ to thân lá nó cũng phải to rồi, chứ không phải là cứ là nuôi nhiều nắng thì lá nó ngắn hẳn, nó không phải thế. Anh chị nuôi nhiều nắng quá nó cháy lá luôn.
địa này nó không như kiếm. Đấy, kiếm nó còn có thể là giữ được lá, bởi lá nó dày hơn. Địa này rất là dễ cháy bởi vì nó rất là mỏng. Thì cái lá của cái đại hoàng này thì nó có một cái nét hơi đặc trưng riêng của nó. Thứ nhất là về cái cổ lá nó chia đi lên này anh chị nhá, không có gì đặc trưng cả. Đấy, thì em xin phép vào cái lá của nó đây. Lá của nó đa phần lúc nào hanh vàng cái này, không phải do nắng đâu nhá, mà nó hanh vàng như này luôn ấy. Anh chị nhá, nó cứ hanh vàng này, đến khi về già của nó vẫn là hanh vàng này. Nó vẫn có yếu tố hanh vàng. Đấy, chứ nó không phải như những cái cây một số cái cây khác, nhưng đặc trưng của cây này nó là như vậy. Và nó hơi loang loang kiểu này. Anh chị nhìn kỹ của cái lá này nhé. Đây này. Màu nó không đủ mịn. Màu nó loang loang kiểu như đám mây ấy. Đấy. Thấy không ạ? Đấy. Cái lá này của nó thì nó dài cân đối với củ to lá to, củ nhỏ lá nhỏ. Lá của nó dài từ 30 đến có thể là tối đa là 70. Bởi vì như năm 2015 thì phải, em có nhớ là anh nghĩ là có mang một cái chậu củ to cần hoa cao phải tầm hơn mét. Cần hoa tầm 1m đến 1m2, cần hoa to lắm. Cao, lá nó 70-80. Thì có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc cân đối. Nuôi to như một nuôi đạt như thế nó rất là ít. Đa phần là mình chỉ nuôi bình thì nó chỉ lá chỉ rơi khoảng 5-60 thôi. Đấy, bình thì lá khoảng 5-60 cm. Thì lá của nó to khoảng từ 3-4 cm. Đấy, lá rất là to anh chị nhá. Lá rất là to. Đấy, và cái đặc trưng của nó thì em sẽ nói là lá nó rất là mềm. Anh chị sờ này, đấy, sờ này. Mềm lắm. Đấy, mềm lắm. Mềm mà rất là gai. Nó gai anh chị. Nhưng có nghĩa là sờ này rất mềm. Sờ nó mềm và nó vẫn có gai bình thường. Nhưng cái phần đuôi lá của nó không gai mấy. Nó gai như là những cái đoạn kia thôi. Cái đoạn trên của nó, trên dưới là gai xem nhau. Chứ không được gai mấy. Đấy. Nhưng còn để mà nói cái lá đặc trưng đây này, lá này mới gọi lá đặc trưng của nó này. Đây này, anh chị nhìn này. Đây để em kéo anh tối xuống. Đây này, anh chị nhìn lá đặc trưng này hay gặp nhất này. Đấy, lá kiểu thìa này. Đấy, kiểu cái thìa này. Đấy, và mềm. Lá nó hơi khum mà, chứ nó không mở to ra. Đấy, lá rất là đặc trưng riêng của đại hoàng cánh tiên. Cái này thì anh chị chỉ cần nhìn một vài lần anh chị sẽ thấy cái sự đặc trưng nó ngay. Nó như kiểu là cái cây Triều Châu Tố Hà ấy, hoặc là cái cây Đại Mạc Mạc Đen ấy. Nó có đặc trưng riêng luôn. Riêng cái Đại Mạc anh chị có thể nhìn cái, anh chị thấy cái sự đặc trưng của nó. Hay là cây Triều Châu Tố Hà anh chị có thể nhìn đặc trưng của nó. Hổ Phách Tố Hà, Đại Hoàng Cánh Thủy Tiên. Nó như kiểu là dạng lá phổ thông ấy, để cho những cái cây khác mình nhớ theo. Đấy cũng là cái dạng lá phổ thông. Lá nhọn chứ đầu lá không tròn. Lá rất là nhọn anh chị nhá. Đây này, lá nhọn hoắt luôn, lá nhọn hoắt, đấy không có gì là tròn cả. Đây đuôi lá của nó rất là nhọn, đây thì cái này đốm không tính, đấy nhưng nó rất là nhọn, nhọn hoắt chứ không bầu tròn ra, họ dạng bình thường, đấy nhưng có nghĩa là lá nó rất là đặc trưng, lá to tròn bầu ở giữa này rất là to, đây là một cái dạng lá của nó khá đặc trưng của nó, anh chị nhé, dạng lá khá đặc trưng, đấy hai cái lá này cũng là cái lá đặc trưng. Đấy, anh chị thấy không? Lá nó mềm mềm này, nó không phẳng đâu. Nó những cái chỗ điểm này nó cứ lồi lồi lõm lõm kiểu như là cái ao trên một cánh đồng ấy, tự nhiên hay ổ gà ổ chuột trên một con đường ấy, chẳng hạn đấy. Đây này, anh chị có không có nhìn cảm nhận được cái nhìn thấy không? Đây này, mọi người nhìn thấy cái sóng. Sóng gần đằng sau của nó khi mọi người nhìn lại thấy đó. Đấy, thấy không ạ? Đây này. Bên này thì không có gì nhá. Nhưng bên này thì sóng nó lại cứ lồi lồi lõm lõm như kiểu là ổ gà. Đấy. Ví dụ thế, nhưng còn thực ra những cái chi tiết này thì rất là khó. Thì mọi người cần phải nhìn bông hoa thì mới có thể và đánh giá được. Nhìn thân lá nhiều lần mà nhìn bông hoa mới có thể đánh giá được là cái cây này nó như thế nào, thì làm sao. Tiếp theo thì đến phần bông hoa của nó. Cần hoa của nó cao khoảng từ 50-80 cm. Chứ còn tầm trên 1m đến tầm 1m2 thì ít lắm, nuôi khó lắm anh chị ạ. Nuôi rất khó anh chị nhá. Thì đây là cái bông hoa đại hoàng cánh thủy tiên. Đấy, em quay một vòng này cho mọi người nhìn thấy. Cánh rất là to. Đằng trước hay đằng sau là cánh rất là to đúng không ạ? Đấy, nét hơn này. Đấy, anh chị nhìn này. Nhìn cái bông nó rất là to, cánh tròn, bầu đúng không ạ? Rất là đẹp. Đấy, thì có cái bông này là khá ngay ngắn này. Và nhìn cái bông này thì anh chị có thể biết rõ hơn về cái bông này. Bông này là một cái bông đặc trưng và phổ thông riêng của nó. Đấy. Đấy.
Anh chị nhìn thấy không ạ? Nó rất là nét. Đài nó hơi mở nhưng vẫn là cong cong ấy thôi. Lưỡi khá vuông chứ nó không được vuông hẳn. Đấy. Bộ cánh của nó là dạng cánh thủy tiên đấy, mọi người hay gọi vậy, cánh này gọi là cánh thủy tiên. Đấy. Cần hoa rất là to, sai bông to. Cây này thì em đánh giá nó cực đẹp và nó có khi đẹp, chú rất là đẹp. Để mà những cái cây khác vượt qua cây này thì rất là ít. Thế nên là gần như anh chị nào mới chơi thì cũng sưu tầm cây này luôn. Chứ ít khi mà sưu tầm mấy cây Vũ Hà Nội hay là mấy cây Thanh Ngọc Linh hay là mấy cái cây khác lắm. Đấy, đa phần là cứ chơi mạc xong rồi là chơi luôn là cái bọn đại hoàng cánh thủy tiên luôn. Bởi cây này thứ nhất là phổ thông, thứ hai nó rất là đẹp, bông to xuất sắc. Sai bông to chia hoa nó cũng hợp lý. Tay hoa nó cũng quấn cần đây này, thăng hoa rất là đẹp. Và cánh khuôn bông ngay ngắn. Cái là nó chia hoa nó chưa được tứ, gọi là tứ trụ thôi. Chia hoa gọi là bốn hướng hay là ba hướng hay bốn hướng gì cả. Chia hoa nó vẫn hơi lộc cộc, nhưng mà để mà nó so với cái bông như này quá là đẹp. Thân lá anh chị nuôi cái này thì cũng đẹp lắm, thân lá to. Anh chị chơi thì sẽ biết và ngay cái cây này thân lá nhìn cái biết luôn. Chẳng khác gì mấy cái cây như Cẩm Tố hay Hoàng Vũ, nhìn cái biết ngay. Đấy, không lẫn vào đâu được cả, thân lá lắm. Chứ em không nói hoa. Hoa đương nhiên nhìn không lẫn được vào đâu rồi, nhưng thân lá là cũng không lẫn được vào đâu. Đấy, thì anh chị có thể xem và tham khảo thêm một số những video, một số những cây khác. Chứ cây thiên đường ngàn hoa nó có rất nhiều cây khác nhau. Nhưng mà để mà nói là cái cây này là cây rất là dễ nhớ, đặc trưng luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ cố gắng để sưu tầm và quay lại những cái video này để mọi người cùng ngắm và tham khảo và thưởng thức. Và để có thể là sưu tầm một số cái cây địa lan về nhà mình để chơi và những cây địa lan xuân. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.